Nước giếng thần. Ngày xưa, ở đất nước Ấn Độ xa xôi, có một vị vua đặc biệt ưa thích được đi chu du nhiều nơi, khám phá những vùng đất mới. Dạ bẩm đức vua, ở vùng hạ lưu sông Bia, nước đang cạn kiệt, dân chúng khổ sở vì thiếu nguồn nước. Nếu tình trạng này kéo dài, e rằng sẽ xảy ra nạn đói và bạo loạn mất thôi. Dạ còn ở khu rừng phía Tây thì đang vào mùa chà là, dữ lạ năm nay sẽ có một mùa bội thu đấy ạ. Dân chúng xin đức vua hạ giá một chút để bán cho được nhiều hàng hơn. Thần xin ý chỉ của đức vua để điều binh bảo vệ biên giới phía Bắc, diệt trừ thổ phỉ, bảo vệ bình yên cho dân lành. Lần này ra quân, thần sẽ thân chinh mang thắng lợi về cho người. Ôi! Dạ thưa đức vua, các quan đại thần đang ở dưới chờ ý của người đó ạ. Được rồi, các ngươi hãy lui ra trước, đợi ta suy nghĩ rồi sẽ hồi đáp ngay. Nhưng thưa đức vua, tình hình nguy cấp lắm rồi, mong người sớm đưa ra chính sách. Được rồi, có nhiều chuyện quan trọng ta cần thời gian cân nhắc, còn ngươi hãy ở lại bàn bạc với ta. Vâng ạ. Bây này đức vua có chuyện gì thế nhỉ? Có phải người bị thiếu ngủ không? Đúng vậy, khác hẳn ngày thường, nhìn gương mặt của đức vua tỏ rõ sự mệt mỏi chán nản. Chuyện triều chính đang gấp rút như vậy mà người vẫn trì hoãn, không biết người có bị bệnh gì không, thật là lo lắng quá. Thôi chúng ta cứ lui về, tức đức vua sẽ có tính toán. Ta đã quá chán nản với việc ngày ngày lên triều nghe tổ sử, ta muốn dành cho bản thân một khoảng thời gian để đi ngao du, mở mang tầm mắt. Vậy còn công việc quốc gia đại sự sẽ giải quyết thế nào ạ? Chuyện này mà lọt ra ngoài sẽ không hay đâu ạ. Ta đã tính toán đâu vào đấy rồi. Chuyến đi của ta sẽ kéo dài một năm. Trong thời gian này, ta sẽ giao lại việc triều chính cho quan đầu triều là ngươi. Thần sao ạ? Không có đức vua, thần sợ rằng một mình không cam nổi. Lo gì chứ, ngươi đã cùng ta giải quyết những việc này bao năm nay rồi. Ta tin tưởng ở ngươi. Đúng hạn một năm sau, ta chưa trở về, tức là đã xảy ra chuyện chẳng lành. Ngươi hãy lập tức lên đường tìm ta về. Nhưng mà chuyện này rất hệ trọng, thần thực sự vô cùng lo lắng vì trách nhiệm lớn lao như vậy. Hơn nữa đức vua đi một thân một mình, nguy hiểm trăm bề, không có ai kề cận bên người hầu hạ chăm sóc. Ngươi đừng có bàn lui, ta đã quyết định như vậy rồi, không cần phải bàn tra thêm vào làm gì nữa. Thần xin tuân lệnh. Tốt lắm, ngay ngày mai ta sẽ mặc trang phục thường dân và lên đường. Đường hồng vật báo này thuộc về ngươi nhé, đồ tham lam xảo quyệt. Ta mới là người có công đầu, ngươi tưởng ta là tên ngốc ư? Hôm nay ta sẽ cho ngươi một trận biết tay, xem mèo nào cắn miễu nào, dám coi thường công sức của ta hả? Mình thử lại đó xem có chuyện gì, sao lại cãi nhau ỏm tỏi như vậy? Ôi, các vị tráng sĩ, có chuyện gì thì mình từ từ nói chuyện, sao lại phải động chân động tay thế? Ngươi lại, sao lại can thiệp vào chuyện của chúng ta? Tôi chỉ là người đi qua đường, nghe thấy tiếng cãi vã mà thôi. Không biết có chuyện gì mà bốn tráng sĩ lại ẩu đả nhau như vậy. Liên quan gì đến ông? Chuyện của chúng ta không cần ông can dự vào. Không biết ông có âm mưu gì không? Tôi có chút lòng tốt mà bị nghi ngờ như vậy thì thôi, tôi xin phép. Mời các tráng sĩ tiếp tục ẩu đả. Rồi đến lúc có người bị thương thì đừng có nói tôi không báo trước. Hãy chúng ta nhờ ông ấy phân xử, dù sao ông ta là người ngoài sẽ có cái nhìn công bằng. Phải đấy, chứ chúng ta cứ tranh cãi thế này thì đến bao giờ cũng chẳng phải là một cách hay. Phải đó, các vị nói chi tiết cho tôi nghe. Cứ tranh đấu thế này thì tránh sao được tổn thương hòa khí. Người nói cũng phải. Chúng ta là những tên trộm khét tiếng nhất vương quốc này. Hôm rồi cả bốn đã lấy về được những báu vật. Đó là một thanh gươm có thể chặt đầu đối thủ dù ở cách xa, một bát sứ chỉ cần ra hiệu là có thức ăn, một tấm thảm tạo ra nhiều đồng tiền, và một cái ngài có thể mang người đi bất cứ đâu. Các ngài nói gì lạ vậy? Tôi không tin bốn đồ vật cổ kỹ này có thể làm được những điều kỳ diệu như các ngài nói. Đồ ngu, ta đã nói kẻ ngu như ngươi không thể hiểu được giá trị của những báu vật này. Nhưng hắn nói cũng đúng, nhìn qua ai biết bốn vật này có quyền năng vậy chứ. Nhưng chúng ta đang muốn hắn phân xử, trông hắn không phải dạng ngu dốt đâu. Tốt nhất hãy cho hắn hiểu quyền năng của các báu vật, hắn mới có thể phân xử được chứ. Đúng đấy, hãy cho hắn xem phép thuật này đi. Ta sẽ chém đầu đối thủ bằng thanh gươm này, dù người đó ở cách xa và ăn dặm. Ngươi hãy nhìn lên bầu trời kia,
có phải có một con diều hâu không? Đúng rồi, chẳng lẽ ngài có thể lấy đầu con diều hâu ở xa như vậy sao? Tôi không tin đâu. Thế đã xá gì, hôm nay ta sẽ cho ngươi được mở mang tầm mắt. Trời ơi, có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Tôi không nằm mơ đấy chứ. Nào, vẫn chưa hết đâu. Đây là cái bát có thể cho ngươi ăn bất cứ món sơn hào hải vị nào như vua chúa. Hãy đọc tên món ăn ra đây. Tôi muốn uống một chút rượu vàng trắng, làm từ loại nho được trồng trên ngọn núi cao nhất thế giới. Da tê ngưu, gân nai hầm với tổ yến ngoài biển cả, và tráng miệng với chút phô mai ngâm cùng mật ong chúa. Tưởng gì, chuyện đơn giản. Hãy xem đây. Hãy biến ra những món ăn đó đi nào bác thần. Chà, vị không thể chê được. Đây đúng là những món ăn tuyệt nhất thế gian. Có chiếc bát này, ngài sẽ chẳng bao giờ lo thiếu ăn, dù có đi tới bất kỳ đâu trên thế gian này. Đúng là tuyệt diệu. Không ngờ có ngày ta được biết đến những điều xưa nay hiếm thấy như vậy. Thế còn tấm thảm kia, có thật sự là nó sẽ biến ra một bao tiền vàng kim cương chứ? Tôi thật chả có tin phép màu nhiệm như vậy đâu. Hồ, đồ ngu như ngươi, hãy nhìn đây. Trời ơi, tấm thảm thần kỳ này sẽ biến các ngài trở nên giàu có hơn bất cứ vị vua chúa nào trên thế gian. Tất nhiên rồi, chính tài ta đánh cắp nó về mà giờ những tên tham lam kia đòi chia chác. Ai chả có công trạng, một mình ngươi ra tay mà không có ta yểm trợ thì có mà bị quân đến ngô cổ vào nhà tù lâu rồi nhé. Vậy còn cái ngai vàng này có thể đưa ta đi đến bất cứ đâu nếu ta muốn sao? Ta từng nghe thấy có vùng đất sa mạc nắng gió mà chưa hề được đặt chân tới. Ha, thưởng gì, chứ yêu cầu nhỏ bé đó hôm nay ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Nào, ngươi và các anh em lên ngồi trên chiếc ngai vàng này đi. Ngai vàng đưa chúng ta đến sa mạc. Ôi, ôi, tôi chóng mặt quá. Ôi trời ơi, nóng quá. Ngươi đã thấy chúng ta không hề nói khoác chưa? Đúng là các ngài đã có trong tay những bảo vật vô giá của thế gian. Chả thế còn gì. Vậy thôi, chúng ta bay về chỗ cũ. Ta cũng nóng rầm ràng hết cả người rồi, không thể chịu đựng được nữa. Nào, ngay vàng cho chúng ta trở về thôi. Tôi đã chứng kiến đủ rồi. Chà, toàn là những báu vật hiếm có. Nhưng để phân xử xem nó thuộc về ai thì có khó gì đâu. Vậy ông hãy phân xử đi, ai trong số chúng ta là người xứng đáng nhận được báu vật nhất? Dễ thôi, nhưng muốn thi đấu thì phải chọn ra một tài năng mà cả bốn vị đều thông thạo. Thế thì hãy thi lặn đi. Trước chúng tôi là bốn thợ lặn giỏi nhất vùng, nhưng do nghèo đói quá mà phải chuyển thành đạo tặc. Vậy thì tốt, tất cả hãy lặn xuống cái hồ kia. Ai là người lặn sâu nhất và lâu nhất, chứng tỏ bản thân nhất, thì tất cả báu vật này sẽ thuộc về người ấy. Được rồi, tôi nhất trí. Ta cũng đồng ý, so tài cao thấp như vậy thì thua cũng tâm phục khẩu phục. Vậy thì làm đi, còn chần chừ gì nữa. Ta nhất định sẽ lặn lâu nhất, để rồi xem mèo nào hơn miếu nào. Hãy đưa ta đến vùng đất xa xôi, nhanh lên. Tên phân xử đi đâu mất tiêu rồi. Chết rồi, hắn đã thó cả bốn báu vật của chúng ta vào chạy trốn. Ngươi, chính ngươi đồng ý cho hắn phân xử đúng không? Giờ thì mất hết cả rồi. Chả phải ngươi cũng đồng ý sao? Giờ lại đổ hết trách nhiệm cho ta là sao? Ôi, chúng ta bị lừa rồi. Đúng là to đầu mà còn ngu. Ha, làm sao để tìm ra tung tích của hắn đây? Hắn cưỡi trên chiếc ngai vàng và chắc chắn đã đi rất xa rồi. Mau đi nghe ngóng tình hình khắp nơi xem sao. Ha, thật là ta mà bắt được ngươi, ta sẽ xẻ thịt ngươi ra. Ôi! Sắc đẹp của cô kỹ nữ Na Hi thật khiến cho chúng ta mê đắm. Đúng vậy, chỉ cần mỗi ngày được nghe tiếng đàn của nàng ấy, tôi cũng hài lòng lắm rồi. Giá như nàng ấy thuộc về tôi một đêm thì tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Đừng có mơ đi, để chuộc được nàng ấy ra phải mất một món tiền cả đời này chúng ta chẳng làm ra được đâu. Cô ta là kỹ nữ ư? Nhưng đúng là vẻ đẹp sắc nước hương trời, khiến tất cả cánh đàn ông đều mơ ước có được cô ta. Mình là đức vua mà phải chịu thua kém bọn họ hay sao? Nhất định ta phải lấy được cô ấy về làm vợ. Cô nương,
Mời quý khách vào trong, tôi sẽ đàn hát và rót rượu cho quý khách. Nhưng ta chỉ muốn nàng thuộc về một mình ta mà thôi. Hãy đi với ta, ta sẽ cho nàng cuộc sống sung sướng. Ngài là khách phương xa sao? Tôi làm việc ở đây, người ta sẽ không cho tôi đi khỏi đây, trừ khi ai đó có tiền chuộc tôi. Với ta chuyện gì cũng có thể, vì ta có rất nhiều tiền. Nhiêu đây tiền đã đủ để chuộc cô chưa? Ta thậm chí còn có thể cho cô gấp nhiều lần thế này. Ôi, ta sẽ là của chàng, một mình chàng thôi. Hãy mau vào trong chuộc ta ra, ta sẽ trở thành người hầu hạ chàng. Được lắm. Bác thần, hãy cho chúng ta thật nhiều thức ăn ngon. Trời ơi, chiếc bát của chàng thần kỳ quá. Chúng ta không phải lo cơm ăn áo mặc, tiền tiêu rủng rỉnh không hết. Em thật là hạnh phúc và sung sướng. Những báu vật của ta, nàng không được hé lộ một lời với người khác. Vâng, em biết rồi. Bây giờ ta có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Nàng ở nhà coi sóc nhà cửa cho chu đáo. Vâng, em nhớ rồi. Chàng cứ đi đi. Căn phòng mật thất của ta tuyệt đối cấm người ra vào, nàng nhớ đấy. Được rồi mà, chàng cứ càm ràm hoài. Nhìn nung hết tiền vàng ra đây. Chàng cứ đùa em, lão chồng ta đi rồi, giờ thoải mái mà cũng một mẻ lưới lớn. Đã để nàng phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Ta nghe nói hắn ta có rất nhiều của báu. Vâng, chàng dẫn mọi người đi theo em. Toàn bộ báu vật hắn để ở dưới ngăn mật thất. Hắn có một thanh gươm có thể chặt đầu đối thủ dù ở cách xa. Một bát sứ chỉ cần ra hiệu là có thức ăn. Một tấm thảm tạo ra nhiều đồng tiền. Và một cái ngai có thể mang người đi bất cứ đâu. Tốt lắm, nàng cứ giả vờ ở bên hắn một thời gian xem có moi móc được gì không, rồi trở về sống bên cạnh ta cũng chưa muộn. Vâng, em biết rồi. Nhanh rút thôi. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra khi ta vắng nhà thế này? Ôi chàng ơi, lũ cướp tràn vào nhà và đã cướp sạch đi mọi thứ rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Căn mật thất của ta, chúng cũng đột nhập xuống đó rồi sao? Vâng, chúng đã lấy đi cả mà không chừa lại một chút đỉnh cho chúng ta. Giờ làm sao để sống qua ngày đây hả chàng? Em đúng là vô dụng khi không giữ được của cải của chàng. Thôi, chuyện đã rồi, ta còn ít vốn liếng buôn bán, cứ tạm sống qua ngày rồi tính tiếp. Đã sắp tới thời hạn một năm, ta đã không còn ngay đưa người đi bất cứ đâu thì không trở về vương quốc được. Đã một năm rồi mà chưa thấy nhà vua về, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì bất trắc với người rồi. Ngày sáng mai ta phải lên đường đi tìm nhà vua thôi. Ta đã đi đến mấy tuần trời mà vẫn chưa thăm dò được tin tức của đức vua. Mật thám của triều đình vẫn chưa để lại chút manh mối. May quá, uống chút nước cho tỉnh người. Mình có hoa mắt không? Khỉ có thể biến thành chồn sao? Con khỉ uống một ngụm biến thành chồn, nhưng biến ba ngụm trở về hình dáng ban đầu. Đây chắc chắn là chiếc giếng thần rồi. Mình cứ mang đi ít nước đề phòng bất trắc. Đức vua, thần đã tìm được người rồi. Trời ơi, may quá, ngươi đã đến đón ta về sao? Mấy ngày ta cũng mong ngươi mãi. Đức vua sao? Gặp được đức vua thế này thần mừng quá. Ngươi vẫn khỏe mạnh thế này là phúc đức của dân chúng. Hóa ra chàng là đức vua. Đúng là em có mắt không tròng rồi. Mong đức vua xá tội. Ta cũng có lỗi đã giấu nàng mọi chuyện. Mau đứng lên đi. Thưa đức vua, Đây là người phụ nữ thời gian qua đã hầu hạ ta sớm tối. Ta sẽ kể cho ngươi nghe mọi chuyện. Thì ra mọi chuyện là như vậy ạ. Nhân tiện đây, thần có lấy được ít nước ở suối đầu nguồn, mời nhà vua và cô nương đây thưởng thức ạ. Nghe nói ai uống nước này da dẻ hồng hào đẹp lên mấy phần đấy ạ. Đâu, để ta uống trước. Ta đã xinh đẹp, uống nước suối này còn xinh hơn gấp cả ngàn lần.
sao ta lại biến thành hình dạng một con chuồn thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ơi, mỹ nữ của ta! To gan, người lừa ta ư? Mau để ta trở về hình dáng ban đầu. Cũng giống như cách người dám lừa đức vua của ta thôi. Làm gì có bọn cướp nào lại toàn mạng cho người, không bị tổn hại đến một sợi tóc cơ chứ? Ý người nói cô ta đã thông đồng với bọn cướp để chiếm hết bảo vật của ta ư? Vâng, thưa đức vua, nếu không phải cô ta tiết lộ thì tại sao bọn cướp chỉ nhắm vào những thứ đó trong mật thất? Ha, thật láo toét, ta đã mờ mắt để cho ngươi lợi dụng ư? Xin đức vua tha tội, em tham lam, em có mắt như mù, xin đức vua biến lại hình dáng cũ cho em đi ạ. À, đồ xảo trá, mau đem hết bảo vật trả lại, nếu không ngươi sẽ phải mang hình dáng này suốt đời. Ta biết sai rồi. Ta sẽ hoàn trả lại, không thiếu một thứ gì đâu ạ. À, xin tha cho ta, hãy giúp ta biến lại thành người. Tâu đức vua, toàn bộ bảo vật của người đã được lấy về. Xin đức vua tha tội cho chúng thần, cho chúng thần một con đường trở về quê hương với mẹ già con nhỏ. Hãy uống 3 ngụm nước đi. Giam cô ta và đồng bọn vào ngục tối để ăn năn về lỗi lầm của mình. Tội ác của họ phải bị trừng trị thích đáng. Tuân lệnh. Đức vua trở về cung, ngài cất thật kỹ các báu vật, sợ rằng sẽ rơi vào tay những kẻ xấu. Sau đó, thỉnh thoảng, ngài lại ngồi trên chiếc ngai vàng và có chuyến đi chơi xa dài ngày. Đó là một điều bí mật chẳng ai biết đến. Tích đức hành thiện. Ngày xưa, có một vị thương nhân giàu lòng nghĩa hiệp tên là Hà Búc. Ông thường đi qua các tỉnh để săn tìm những món đồ cổ quý giá. Phải là đi 2 ngày được, mình cũng đã tới được địa hạt tỉnh Gangwon rồi. Nào, xin mời quan khách dừng chân nghỉ ngơi ăn uống đi ạ. À, trong quán chúng tôi toàn những đặc sản của Gangwon. Bụng mình đã đói rồi, thôi cứ xuống đây nghỉ ngơi, kiếm cái gì lót dạ đã. Thầy Squan xem bói cho tôi với ạ. À, tôi nữa ạ, à, hôm nay may mắn lắm mới gặp được thầy ở đây. Mọi người, làm ông ấy ngã rồi kìa, mau trật tự nào. Xin lỗi, đã làm ầm ĩ quán, tôi sẽ không xem cho ai nữa cả. Ông kia, tháng này ông sẽ gặp một tai họa lớn, có thể nguy hiểm, chưa chắc đã giữ được tính mạng. Ta thực sự chia buồn cùng ông. Ông đang nói tôi đấy ư? Phải, ông ấy đang nói ngài đấy. Ông Squan đã nói thì chỉ có chuẩn thôi. Khổ thân ông nên cẩn thận nha. Thôi chết, có người đã lấy mất tay nải của tôi rồi. Quý khách, tôi vừa thấy cô gái ngồi bàn bên cạnh ông vội vã đi ra khi chưa ăn gì. Có lẽ nào cô ta... Mau, mau bắt lấy trộm, chắc là cô ta chưa thể đi xa đâu. Cái này có phải của ông không? Vâng, đúng là của tôi rồi. Cảm ơn các anh, tất cả vốn liếng đi làm ăn của tôi đều ở đấy. Mới là chúng tôi chia nhau ra 2 ngã đi đuổi theo, không thì á chạy mất. Nhìn cô ta cũng đâu đến nỗi nào, còn trẻ mà lại đi làm cái trò trộm cắp, thật đáng khinh trẻ. Bây giờ tùy ông định liệu đấy, ông có cần chúng tôi dẫn cô ta lên quan để quan luận tội không? Có chứ, có thế mà ông cũng phải hỏi à. Mau đưa cô ta lên quan để xử cho chừa đi. Dạ thôi ạ, tôi tìm thấy cũng là may mắn rồi, tôi không muốn luận tội gì hết. Xin các bác để cô ấy đi ạ. Hôm nay thật lòng phải cảm ơn các bác nhiều lắm. Tôi có hẹn với ông Johnny để xem đồ gốm, ông ấy có nhà không? Hai ngày nữa ư? Thôi, đành vậy chứ biết sao. Đằng nào thì tôi cũng đã cất công đến Gangwon rồi. Tôi sẽ thuê một nhà trọ gần đây để ở và đợi ông ấy về vậy.
nhà trọ ở đây khan hiếm quá. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một căn phòng này ở tạm. Thôi, cứ để đồ ở đây, ra ngoài hóng gió chút cho đỡ bí bách vậy. Người đó sao mình nhìn quen quen? Đúng rồi, là cô gái hôm qua định trộm tay nải của mình đi mà. Thế nào cô ta muốn tự tử sao? Chết, bây giờ làm sao đây? Mình thì không biết bơi, cứ thế này thì có khi cô ta chết mất. Có người chết đuối, có người chết đuối. Có người chết đuối. Có người chết đuối. Ai cứu được sẽ được thưởng 10 lạng bạc. Trời, có người tự tử sao? Mọi người, xin cứu người sẽ được thưởng 10 lạng bạc. Cứu người được thưởng 10 lạng bạc kìa. Kìa, kìa, chỗ kia có nước đang sủi, nhưng thuyền đang chuyển hướng, không thể tới nhanh được. Cậu ngó thuyền cho tôi nhé, tôi sẽ lặn tới đó. Người vừa nhảy xuống cứu cũng không thấy đâu, không biết họ có xảy ra chuyện gì không. Nước ở đây sâu lắm ông ạ, tôi sợ người nhảy xuống cứu có khi cũng uống no nước đấy. Mau mau đưa cô gái lên bờ, uống nhiều nước quá rồi. Sao ông lại cứu tôi chứ? Chẳng lẽ ông không nhận ra tôi là kẻ đã định ăn cắp tay nải của ông ư? Bây giờ thì tôi đã nhận ra cô ta chính là cô gái bị chúng tôi tóm hôm trước. Hay à, đúng là quan gia ngõ hẹp, ông không nhận ra cô ta ư? Tôi nhận ra cô chứ, nhưng tôi vẫn muốn nhắn cô là cô còn trẻ, không nên kết liễu cuộc đời mình như vậy. Hờ, tôi mà là ông thì tôi mặc xác cô ta, không hơi đâu bỏ cả gia sản đi cứu một con người như vậy. Ông rõ thật là... Cảm ơn ông, hôm nay may nhờ có ông đấy, tôi gửi 10 lạng bạc như đã hứa. Ồ, thế không phải cô gái này là người nhà ông sao? Không, tôi nhìn thấy cô ấy nhảy xuống sông tự tử, nhưng lại không biết bơi cho nên liền treo giải. Trong lúc gấp gáp, tôi chỉ nghĩ được cách này để thu hút tất cả mọi người. Ông thật là người tốt bụng và giàu lòng nghĩa hiệp. Thôi, tôi không lấy bạc của ông đâu. Thôi, tôi đã hứa rồi, anh cứ nhận đi cho tôi vui lòng. Ông cũng là người đi làm phúc, tôi nỡ lòng nào mà lấy tiền của ông chứ. Thôi, tôi đang vội nên xin phép đi đây. Tôi trông cô còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, sao lại dại dột thế chứ? Tương lai gì chứ? Hai vợ chồng tôi buôn bán tích cóp cả chục năm, nào ngờ chỉ vì một trận hỏa hoạn chúng tôi đã mất sạch. Mấy người cho chúng tôi vay vốn làm ăn đã không thông cảm, còn bắt chồng tôi đi nữa. Ông thử nghĩ xem, làm sao không đau lòng được. Chồng tôi cũng không biết cách nào để gặp lại anh ấy nữa. Không biết anh ấy còn sống hay bị chủ nợ đánh chết rồi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, cô đừng có nặng nề quá. Người còn thì của còn làm ra được. Đây là số tiền tôi treo thưởng cho người lái tàu đã cứu cô, nhưng mà ông ta nhất quyết không nhận. Thì thôi, cô hãy cứ cầm chút tiền này để lấy vốn làm ăn đi. Tôi sao có thể lấy tiền của ông chứ? Cô đang rất cần tiền cơ mà. Hãy cầm lấy mà chuộc chồng ra, rồi vượt dậy công việc làm ăn buôn bán. Nếu ngại thì coi như là tôi cho mượn, khi nào khấm khá thì trả lại tôi. Ông, chúng tôi mang ơn ông nhiều quá, nhất định chúng tôi sẽ báo đáp lại công ơn này. Vâng, chúc vợ chồng cô gặp nhiều may mắn. Và nhớ là đừng bao giờ nghĩ đến việc tự tử dại dột như thế này đi nha. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông ạ. Hôm sau, sáng mai, có lẽ là ông chủ gớm Johnny đã về. Nhưng mà mình làm gì còn tiền để đến mua hàng của ông ấy nữa chứ. Thôi lần này coi như là một chuyến đi chơi vậy, thu xếp để về thôi. Ông mang bút có nhà không ạ? Quái, trời tối rồi, ai còn gọi mình thế nhỉ? Dạ.
Dạ, chào ông Habut. Hôm nay tôi dẫn chồng tôi đến đây để cảm ơn ông ạ. Ồ, cô cậu khách sáo quá, đêm hôm còn lặn lội tới đây. Nghe vợ tôi kể lại, tôi không tin vào tai mình. Ông đúng là ân nhân của gia đình tôi. Chúng tôi đến đây cũng là để hỏi địa chỉ nhà của ân nhân. Sau này làm ăn khấm khá, nhất định chúng tôi sẽ quay lại để trả món nợ ngày hôm nay. Ông Hàng Bút, ông Hàng Bút, trời đất quỷ thần ơi, thật là khủng khiếp. Có chuyện gì vậy? Trần nhà trong phòng ông không hiểu tại sao hôm nay lại đổ sập. Tôi chạy vào mà hết hồn. Mai vừa rồi ông không ở trong phòng, chứ nếu ông ở trong đó thì có lẽ đã mất mạng rồi. Trời ơi, có chuyện đó thật sao? Ông thật may mắn khi hôm nay không ở trong phòng vào lúc đó. Nhà tôi cũng phúc đức, chứ không xảy ra sự việc hôm nay chúng tôi sẽ ân hận biết bao. Chúng tôi đã định sửa lại trần nhà mà mãi vẫn chưa làm được. Nếu như hai người không tìm đến gặp tôi thì không lý gì tự nhiên tôi lại rời khỏi giường, coi như hai người đã cứu mạng tôi. Nhưng nếu ngài không ra tay cứu mạng tôi trước thì cũng không có chuyện chúng tôi đến tìm ngài. Nói như vậy là phúc đức của ông cũng chính từ ông mà ra đó. Từ ông đã cứu ông một mạng rồi. Chúc mừng ông. Là ông, tôi nhìn không nhầm thì ông là nhà tiên tri Squan ư? Vâng, lần trước gặp ông tôi thấy rõ trên mặt ông gặp vận hạn lớn. Nhưng lần này nhìn lại thì ông lại rất rạng rỡ, vận hạn trên mặt cũng không thấy nữa. Chẳng giấu gì ông, đêm hôm qua tôi vừa mới thoát chết. Thoát chết ư? Ông Hàng Bút, ông Hàng Bút, trời đất quỷ thần ơi, thật là khủng khiếp. Có chuyện gì vậy? Trần nhà trong phòng ông không hiểu tại sao hôm nay lại đổ sập. Tôi chạy vào mà hết hồn. Mai vừa rồi ông không ở trong phòng, chứ nếu ông ở trong đó thì có lẽ đã mất mạng rồi. Tôi hiểu rồi, chính lòng nhân ái của ông đã hóa giải tất cả. Người ta cũng có câu đức năng thắng số là vì thế. Chúc mừng, chúc mừng. Tiên cá hồi Sisk. Mau lên, tiên cá hồi Sisk đã xuất hiện rồi. Cho các thuyền còn lại vào bờ gấp đi. Có chuyện gì thế vậy các bác? Thuyền đánh cá thi nhau vào bờ. Thuyền đánh cá ra khơi thì gặp tiên cá hồi Sisk. Họ sợ nên chạy hết vào bờ đó. Còn nghe nói tiên cá hồi Sisk đâu có hung dữ đâu mà mọi người lại sợ hãi đến thế ạ? À? Thường thì tiên cá hồi Sisk không hung dữ, nhưng mỗi khi nàng tiên ấy tức giận sẽ tạo ra những đợt sóng lớn, có thể nhấn chìm các đoàn thuyền đánh cá. Vậy thì chắc nàng ấy đang giận dữ sao? Các bác có biết lý do gì sao không ạ? Mấy chục năm nay tôi chưa hề thấy tiên cá hồi xuất hiện và tức giận, nhưng lần này thì có vẻ như nàng tiên ấy đã bị ai đó chọc tức rồi. Nhìn biển động sóng lớn như vậy là biết. Thưa bà chủ, ông chủ nói rằng ông ấy chuẩn bị ra khơi đó ạ. Thật vậy ư? Để ta vào khuyên nhủ ông chủ. Sao lại ra khơi vào lúc này chứ? Mình nghe nói ngoài khơi có tiên cá hồi si xuất hiện. Hay là mình hoãn chuyến đi biển lần này đi? Tất cả cảng cá đều dừng hoạt động chỉ vì tiên cá hồi si. Tôi là chủ thuyền, không thể để chuyện này bị ngưng trệ lâu dài được. Với lại, hầu hết các cụ già trong vùng đều nói rằng tiên cá hồi không hung dữ như mọi người tưởng đâu. Nhưng lần này sóng lớn như vậy, mọi người đang lo ngại là nàng tiên ấy đang nổi giận. Mình nên tránh đi biển một thời gian thì hơn. Mình đừng lo, tôi không tin là tiên cá hồi sẽ làm gì con tàu đánh cá đâu. Tôi phải đi để chứng minh cho mọi người rằng biển vẫn rất an toàn, các con thuyền hoàn toàn có thể ra khơi. Ông chủ bị tiên cá hồi siết nuốt chửng rồi. Trời ơi, ông chủ Ba Đen bị tiên cá hồi nuốt chửng rồi chìm sâu xuống biển mất rồi. Trời ơi, mình ơi, em đã nói mình đừng đi rồi mà. Bà chủ, bà vào trong đi, ngoài này nguy hiểm lắm ạ. Khổ thân, bị tiên cá hồi nuốt chửng rồi thì còn trở về làm sao được nữa. Nghe nói nàng tiên này rất thích nghe đàn, phu nhân lại là người đánh đàn giỏi. Để tôi thử chỉ cách cho phu nhân xem có cứu được chồng hay không.
cô ta đã xuất hiện rồi. Ông Koto đã nói chỉ cần đánh đàn thật hay, có thể tiên cá hồi sẽ thả chồng mình ra. Mình ơi, vậy là mình được thả ra rồi. Mình ơi, tôi cứ tưởng không được gặp lại mình nữa. May quá, mình vẫn bình an. Người phụ nữ này đánh đàn hay quá, mình phải thả người chồng ra để đổi lấy người vợ. Không, thả vợ tôi ra, thả vợ tôi ra. Bà Đình, bấy lâu nay ta giấu con một chuyện, đã đến lúc ta phải nói cho con biết. Cha, có chuyện gì? Chuyện này có liên quan tới tiên cá hồi xiết không cha? Con phải làm sao để cứu vợ con bây giờ? Ta cũng không biết có thể cứu được vợ con hay không. Chuyện là thế này. Mình ơi, mình đi đánh cá quanh năm mà cũng chả đủ ăn. Hay là mình bỏ nghề đánh cá đi, chứ cứ thế này cả nhà ta chết đói mất. Hay, bao lâu nay tôi cũng chỉ biết làm nghề đánh cá, biết làm gì khác bây giờ. Kể mà có cái thuyền đánh cá thật lớn, tôi sẽ thuê nhiều thợ đánh cá làm cho nhà mình, mai ra lúc đó mới có của ăn của để. Ăn còn chả đủ thì lấy đâu ra sắm được thuyền đánh cá lớn cơ chứ. Thôi, các con ăn tạm đi, rồi cha sẽ tính. Chiều nay cha lại đi biển, nếu có nhiều cá, cha sẽ bớt lại một ít mang về cho các con ăn. Trời ơi, mình vừa nhìn thấy cái gì thế này? Chẳng phải là tiên cá hồi xiết hay sao? Người ta nói nếu gặp tiên cá hồi có thể xin nàng ấy một điều ước. Nàng tiên ơi, xin hãy cho gia đình ta có đủ ăn. Tiên cá hồi, xin người. Ta vừa nghe thấy lời cầu nguyện của ngươi, có phải ngươi muốn có đủ ăn hay không? Dân, dân, gia đình tôi có 6 miệng ăn, vợ tôi lại sắp sinh thêm đứa con nữa. Nếu cứ thế này, chúng tôi sẽ chết đói mất. Được thôi, ta sẽ giúp cho ngươi không chỉ đủ ăn mà còn trở nên giàu có. Trời ơi, trở nên giàu có sao? Thế thì còn gì bằng đội ơn tiên cá hồi. Nhưng với một điều kiện, bấy lâu nay ta sống ở dưới thủy cùng cô đơn quá, ta muốn có một chàng trai đồng hành cùng ta. Ngươi đồng ý cho ta đứa con trai của ngươi chứ? Con trai à? Ta có 4 đứa con gái nhỏ, lấy đâu ra con trai chứ? Đứa bé trong bụng của người vợ ngươi là con trai đó. Khi nào chàng trai trưởng thành, ngươi hãy mang ra biển và để chàng theo ta. Ta có nên không? Thôi thì bây giờ nhà ta đang rất nghèo khó, sợ rằng còn chả đủ ăn. Giả lại chờ đến khi con trai ta trưởng thành, có thể mọi chuyện đã rơi vào quên lãng. Thôi cứ gật bừa đi. Tiên cá hồi, tôi đồng ý. Sau này khi con trai ta trưởng thành, nó sẽ thuộc về ngươi. Từ đó gia đình ta trở nên giàu có, ta đóng thêm nhiều con thuyền lớn khác, và chúng ta đã trở thành những người chủ thuyền lớn nhất vùng này. Cha, vậy là khi con trưởng thành, cha đã quên lời hứa với tiên cá hồi, nên nàng ấy đã tìm cách mang con đi phải không? Đúng vậy, và vợ con đã đánh đổi bản thân mình cho con đấy. Vậy giờ con phải làm sao để cứu vợ con? Ta nghe nói khu rừng phía đông thị trấn có một bà phù thủy, bà ấy biết tất cả mọi chuyện về tiên cá hồi. Con thử tới đó tìm bà ta xem sao. Bà phù thủy, khó khăn lắm tôi mới tìm được tới đây, xin bà hãy chỉ cho tôi cách cứu vợ tôi với. Người ta nói chỉ có bà là biết tất cả mọi điều liên quan tới tiên cá hồi xiết thôi. Có một quả trứng là trường sinh linh giá của tiên cá hồi. Nếu ngươi tìm được quả trứng đó, chỉ cần mang nó tới bờ biển, tiên cá hồi sẽ tự lên tìm ngươi. Chỉ cần ngươi đập vỡ quả trứng, ngươi sẽ cứu được vợ. Nhưng đường đi tới đó vừa xa,
lại phải trèo đèo lội suối. Người có đi được không? Ôi, bảo bối, trường sinh linh giá của Thiên Cá Hội đây rồi. Ngươi hãy trả quả trứng cho ta. Hãy thả vợ ta ra, rồi ta sẽ trả trứng cho ngươi. Không, cha ngươi đã hứa là cho ngươi theo ta. Nhưng giờ ta tìm được người bầu bạn có thể đánh đàn cho ta nghe mỗi ngày, nên ta không cần ngươi nữa. Ta phải giữ người phụ nữ đó. Nếu ngươi không thả vợ ta ra, ta sẽ không trả trứng cho ngươi đâu. Ngươi làm ta tức giận rồi đó. Mình ơi, mình đây rồi. Em không sao, chúng mình còn thoát nạn rồi, về nhà thôi. Hai vợ chồng họ đều thoát khỏi Tiền Cá Hồi. Nhưng từ đó trở đi, chuyện làm ăn của họ không còn thuận lợi như trước nữa. Tuy cuộc sống vất vả hơn, nhưng họ luôn sống bên nhau hạnh phúc. Vò gốm và vò sắt. Lục Dương gia, nãy giờ văn võ bá quan đều đã dâng lên những món quà quý giá, chỉ còn đệ là vẫn ngồi trầm ngâm thôi đấy. Năm nay đệ lại nghĩ ra thứ gì độc và lạ nữa đây? Dạ, xin thần của hoàng huynh, thần đệ tìm mãi mới được ra hai món đồ nhỏ mọn, mong huynh đừng chê cười. Trong hoàng cung này còn ai có gu thẩm mỹ cao hơn đệ nữa chứ? Ta nghĩ không chỉ ta mà các đại thần ở đây ai cũng muốn được chiêm ngưỡng những lễ vật mà đệ sắp dâng lên đây. Bệ hạ đã nói vậy thì đệ cũng không để mọi người phải chờ đợi thêm nữa. Người đâu, mau mang vào đi. Ô trời, không biết sao tấm vải kia là thứ gì thế nhỉ? Chắc là món đồ tinh xảo quý giá lắm. Cậu có nghe thấy gì không? Mọi người đang tò mò về chúng ta lắm đấy. Điều đó là đương nhiên, cậu làm gì mà tim đập thình thịch lên thế? Tớ chỉ lo bệ hạ không thích chúng ta. Ừ, tớ có thể hiểu được nỗi lo trong lòng cậu. Chắc chắn là nhà vua sẽ thích tớ hơn rồi. Còn cậu thì phải xem xét, có khi ngài ấy sẽ chẳng ngó ngàng gì đến cậu ấy chứ. Tớ chỉ hơi run khi lần đầu gặp được thánh thượng thôi. Ngài ấy thích ai cũng được, tớ không quá quan trọng chuyện này. Mời hoàng huynh tự tay mở ra xem. Một cái vò gốm và một cái vò sắt ư? Tuyệt quá! Vò gốm thì trong cung ta đã có nhiều rồi, nhưng chiếc vò sắt này thì chưa. Vâng, hoàng huynh có sở thích sưu tầm những chiếc vò độc lạ, thần đệ đã rong ruổi khắp Dương quốc nửa năm qua mới tìm được về hai chiếc này đấy ạ. Chà, nghệ nhân gốm sứ này quá là khéo tay. Những hoa văn trên vò vô cùng tinh tế mà vẫn toát ra vẻ sang trọng. Nào nào, nhẹ tay thôi. Các ngươi đã thấy rồi đấy, hai chiếc vò này đang được bệ hạ vô cùng yêu thích. Hàng ngày cần đặc biệt lau chùi và đánh bóng chúng, không được để xảy ra sai sót. Xem kìa, đã lâu lắm rồi trong phòng trưng bày mới có người mới. Hai anh ấy lại được đặt ở giữa phòng nữa chứ, ghen tị quá. Phải, cũng là phận cái vò mà nom họ thật tươi mới và tinh xảo. Còn tôi, kể từ khi tôi bị rơi xuống và có vết nứt, thì nhà vua đã chẳng còn đoái hoài gì đến tôi nữa. Chào hai anh nhé. Anh vò sắt thì cứng cáp khỏe mạnh rồi, nhưng tôi cứ dặn vò gốm trước. Khi đứng ở cái bàn ấy thì phải biết giữ mình, đừng để bị gió thổi rồi rơi xuống đất mà vỡ nứt như tôi, khổ lắm. Kìa anh nứt ơi, anh đừng buồn. Chúng ta tuy là vò, nhưng chẳng phải để đựng nước, đựng rượu, mà chỉ là vật để trưng cho vui mắt nhà vua thôi. Ai cũng giống ai ấy mà. Ôi dào, xem nỗi lo của các cậu kìa, thật tầm thường. Vò sắt, cậu đừng nói thế. Chúng tớ là thân gốm sứ, lo bị rơi vỡ là điều hiển nhiên thôi mà. Còn cái thân cậu nữa ấy, cũng nên cẩn thận. Cái bàn này cao lắm, ngã xuống thì cũng gãy xương chứ chẳng đùa. Phải đấy, vò sắt ạ, mọi người ở đây lâu rồi, cậu cứ nên nghe lời nhắc nhở của họ thì hơn. Thế thì để tôi cho các cậu mở mang tầm mắt nhé. Ơ kìa, cậu ta định làm gì thế? Vò sắt lấy đà định nhảy xuống sao?
Nguy hiểm quá. Ôi, tôi không dám nhìn nữa. Ôi trời, vò sắt bị lăn xuống đất rồi. May quá, nó vẫn nguyên vẹn. Sao không có ai ở đây trông coi nó vậy? Cũng may là cái vò sắt bị rơi, chứ vò gốm thì tan tành rồi. Hôm trước, nghe nói chiếc vò sắt bị lăn xuống đất, ta đã rất lo lắng. Ta đã đặt làm riêng hai chiếc giá đỡ này cho chúng. Các ngươi không cần cử người đặc biệt trông coi chúng nữa đâu. Vâng, đa tạ vương gia. Chiếc vò sắt này rất cứng cáp, rơi mạnh như vậy cũng không hề méo móp hay cong vênh gì cả. Đúng là vật quý. Ôi, chúc mừng vò gốm và vò sắt nhé. Quả thực, không ghen tị với các cậu không được. Bây giờ lại có thêm giá đỡ an toàn. Đúng là đã cao quý, lại càng thêm sang trọng. Các cậu đã thấy giá trị của tớ chưa? Phải, cậu thật đặc biệt, nhưng cũng nên giữ mình. Cậu dám lên mặt dạy đời tớ ư? Vậy, cậu có dám nhận lời thách đấu của tớ không? Chúng ta thử chơi trò đụng nhau, xem ai mạnh hơn nào. Vò sắt à, chúng ta sinh ra trước là để chứa đồ, sau là để trưng bày, chứ không phải là đụng đấu nhau. Cậu đừng cư xử ngạo mạn như thế nữa. Cậu nói thế là có ý gì hả? Chẳng phải những gì cậu có là đang được thơm lây từ tớ sao? Nếu cậu không được dâng lên vua cùng lúc với tớ, chưa chắc đã có ân điển như ngày hôm nay đâu. Tớ chẳng cần mấy thứ huyễn hoặc thế này. Tớ chỉ cần mọi người đối xử bình đẳng và quan tâm chúng mình, như lúc cả hai mới bước vào đây mà thôi. Cậu đúng là chẳng biết cách hưởng thụ gì cả. Người ta nâng mình lên dời lại không thích, còn thích bình với chả đẳng. Đúng là đồ hèn yếu. Cậu nói ai là đồ hèn yếu cơ? Là cậu chứ ai nữa. Những người kia vì đấu không lại tớ mới nâng tớ tới 9 tầng mây. Nếu cậu không muốn bị tớ đánh đồng với họ thì thử đấu đi, xem ai hơn ai. Cậu đúng là tự cao tự đại, càng lúc càng quá quắt và ảo tưởng. Quá quắt thì sao, còn ảo tưởng chỗ nào? Sự thật là chẳng bao lâu nữa các cậu sẽ vỡ tan thành những mảnh vụn và biến mất. Nhưng tớ được làm bằng sắt nung vững chãi thì sẽ mãi mãi đứng ở đây, không sợ gì cả. Động đất rồi, cứu tôi với. Vò sắt à, vẫn may là hai chúng ta không làm sao. Nhưng mọi người đều đã vỡ nát hết rồi, cả hoàng cung đều đã sụp đổ. Thôi, tiếc thương mà làm gì, họ xấu số thì phải chịu. Người dân quanh đây còn bỏ đi hết vì thiên tai nữa là. Cậu giữ được mạng là nhờ có cái khung bằng đá quý đi đời thay cho cậu đấy nhá. Không thì cũng tan xác rồi. Vài trăm năm sau. Mọi người khi nào hãy cẩn thận nha. Theo sử sách ghi lại thì đây là khu vực từng tồn tại một vương triều đã bị diệt vong. Cung điện sụp đổ hoàn toàn sau một trận động đất lớn. Ồ, vậy chắc là sẽ có thể tìm thấy nhiều món đồ cổ của hoàng gia đấy. Ở đây có một cái vò gốm, mọi người nhìn xem. Nhìn kìa, cái vò có hoa văn thật đẹp mắt. Lớp men vẫn còn rất sáng, đẹp quá. Ôi, tôi bị vùi lấp trong lớp đất đã lâu quá rồi. Cứ tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa chứ. Không hiểu người anh em vò sắt của mình thế nào rồi. Mọi người mau đào tiếp đi, chắc là vẫn còn có nhiều cổ vật nữa đây. Ở đây còn có một món đồ bị han gỉ. Là cái gì thế? Bị thủng hết rồi. Hình như đây là vò sắt đấy. Tôi nghe nói những chiếc vò sắt cổ đều có hoa văn rất đẹp, nhưng sao trong nó chỉ như một đống sắt gỉ thôi. Đúng thế. Nếu không phải là đào được ở đây, tôi chẳng thể tin nổi đó là bảo vật cung đình đâu. Nó đã bị oxy hóa từ rất lâu rồi. Thật đáng tiếc. Ngày trước, mình thường tự cho mình là có giá trị hơn những vật dụng khác. Không ngờ sau hàng trăm năm, cuối cùng mình lại có bộ dạng thảm hại thế này. Ngày xưa mình cứ luôn chê bai cậu ấy, cho đến giờ mới thấy mỗi người đều có giá trị của riêng mình. Nếu cái gì cũng mang ra so sánh thì thật khập khiễng. Vỏ gốm à, xin lỗi cậu. Thôi, mọi người tìm tiếp đi, cứ để tạm nó ở đây đã. Mới đặt nhẹ xuống đất mà nó đã vỡ tan rồi.
chỉ là đống sắt nghĩ mà thôi. Chị em tốt. Tiểu thư Mai Hương, đã muộn rồi, chúng ta phải về thôi. Nếu ngươi sợ bị mắng thì về trước đi, ta muốn ở lại chơi thêm chút đã. Ôi, nàng không sao chứ? Ta không sao. Một thời gian sau, nàng muốn giới thiệu ta với chị em kết nghĩa của nàng sao? Đúng vậy, chị ấy và em thân thiết, không khác gì chị em ruột. Có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Chàng và em cũng đã quen nhau được một thời gian rồi. Chị ấy cũng rất tò mò về chàng đấy. Nàng nói rằng đây là cuộc hẹn tốt cho việc làm ăn của ta, làm ta còn tưởng sẽ được gặp cha mẹ nàng, hoặc không cũng là các anh lớn trong nhà nàng chứ. Sao lại là chị em kết nghĩa của nàng? Chàng không biết đó thôi. Chị ấy tuy còn trẻ nhưng vô cùng tài giỏi. Năm nay mới 23 tuổi mà đã có thể tiếp quản xưởng may gia truyền của cha mẹ. Chàng đã từng nghe đến xưởng may Hoàng Lan chưa? Hoàng Lan chính là người chị em kết nghĩa mà ta nhắc đến đấy. Xưởng may Hoàng Lan? Đó chẳng phải xưởng may nổi tiếng nhất kinh thành? Những người có chức có quyền ở kinh thành đều đặt may ở đó. Đúng vậy, hôm trước ta nghe chàng nói có ý định hùn vốn mở xưởng may. Thật trùng hợp là chị Hoàng Lan cũng muốn ta giới thiệu về chàng. Ta nghĩ gặp gỡ chị ấy có thể giúp cho công việc của chàng đấy. Mai Hương, nàng quả là người suy nghĩ thấu đáo. Chàng đã quá khen rồi. Mai Hương, ta đến rồi đây. Xin lỗi hai người vì ta đến muộn. Công việc ở xưởng may thật sự bận quá. Không sao đâu, ta và Mai Hương cũng vừa mới tới. Thật ngại quá. Anh chắc là Chí Thành phải không? Mai Hương kể về anh rất nhiều. Anh là người khiến con bé trúng tiếng sét ái tình, nên người chị như ta rất muốn gặp anh xem thử. Ta thật sự cũng không phải là người xuất sắc gì. Chắc có lẽ ta có duyên với Mai Hương nên mới để lại ấn tượng sâu đậm với nàng ấy như vậy. Cũng khó trách em ấy lắm. Đứng trước một chàng trai đạo mạo tuấn tú như anh thì cô gái nào mà không trúng tiếng sét ái tình. Cô lại quá khen rồi. À đúng rồi, Mai Hương còn nói với ta anh đang định mở xưởng may. Thật may là ta cũng biết khá nhiều về dệt. Lúc nào có thời gian anh hãy đến xưởng may Hoàng Lan nhé. Ta rất mừng nếu có thể giúp được anh. Vậy ta xin cảm ơn cô trước nhé, Hoàng Lan. Không có gì. Chị đúng là chị em tốt của em mà. Một tháng sau. Chí Thành, cuối cùng chàng cũng trở về rồi. Mai Hương, chuyện gì thế này? Ta chỉ mới đi ngoại thành lo liệu chuyện làm ăn có một tháng, vậy mà sao nàng ở nhà lại nên cơ sự này? Mai Hương sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh nên không cho người báo tin khiến anh phải lo. Cô ấy đi trên đường chẳng may bị một chiếc xe ngựa mất kiểm soát lao đến. Trời ơi, con ngựa này bị điên rồi. Mọi người tránh ra, tránh ra. Ôi sao? Dù đã tìm mọi cách chạy chữa nhưng giờ đây tứ chi cô ấy không còn khả năng vận động nữa rồi. Chuyện này sao, sao có thể? Mai Hương, thật sự sẽ bị thế này cả đời sao? Anh cũng biết gia đình con bé rất giàu có. Họ đã tìm đến những thầy lang tốt nhất rồi, nhưng tất cả đều nói không còn cách chữa trị. Nhưng cha mẹ con bé vẫn hy vọng phép màu xảy ra. Một ngày nào đó Mai Hương có thể hồi phục và đi lại được, nên họ muốn giấu kín chuyện này thêm một thời gian, tránh ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của gia đình. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mai Hương, nàng đừng lo, nàng sẽ bình phục nhanh thôi. Ta sẽ luôn bên cạnh nàng mà. Chí Thành, dù em có như vậy cả đời, anh cũng sẽ vẫn yêu em chứ. Mai Hương, nàng đừng lo, nàng sẽ bình phục nhanh thôi. Ta sẽ luôn bên cạnh nàng mà. Em biết mà. Em biết chàng là người chung thủy, trước sau như một. Chàng sẽ không bỏ rơi em lúc này đâu. Chí Thành, những bí quyết ở xưởng may
không phải ai ta cũng chia sẻ thế này đâu. Vì chàng là người ta coi trọng, nên ta mới không giấu chàng điều gì. Thật sự, cảm ơn nàng, Hoàng Lan. Những chia sẻ của nàng rất có ích cho việc mở sương mai sắp tới của ta. Nhưng nàng coi trọng ta như vậy là vì Mai Hương thôi sao? Thời gian gần đây ta luôn dành thời gian bên cạnh chàng, giúp đỡ chàng. Chẳng lẽ chàng không nhận ra tình cảm của ta sao? Thật sự nàng có tình cảm với ta sao? Nàng là chủ sở nhờ Hoàng Lan danh tiếng, bao nhiêu công tử giàu có muốn kết thân với nàng. Sao nàng có thể để mắt đến một kẻ như ta chứ? Nhưng ta lại chỉ thích chàng thôi. Ta là phụ nữ, không thể mãi gánh vác xưởng may này nữa. Ta cũng muốn tìm một người vừa tuấn tú lại tài giỏi như chàng làm chồng. Chỉ mong nửa đời sau được nâng khăn sửa túi cho chàng. Nàng nói thật sao? Ta đã thích chàng từ lần gặp đầu tiên rồi. Chứng kiến chàng và Mai Hương bên nhau, lòng ta đau đớn lắm, chàng biết không? Chàng thử nói xem, ta có gì không bằng Mai Hương? Tại sao giờ cô ấy đã như vậy rồi, chàng vẫn không từ bỏ cô ấy? Nàng nhầm rồi, Hoàng Lan. Ta vốn đã chán ghét cô ta từ lâu rồi. Từ khi gặp được nàng, ta chợt nhận ra cô ta chỉ là một tiểu thư nhà giàu trẻ con, đơn giản, đâu thể sánh được với người phụ nữ tài giỏi, sắc sảo như nàng được. Vậy sao chàng vẫn mãi không bỏ cô ta? Nói thật với ta đi, có phải vì gia sản nhà cô ta không? Chuyện đó... Chàng thành thật đi, ta làm ăn buôn bán ở xưởng may đã lâu, gặp bao nhiêu người, chẳng có gì qua được mắt ta cả. Nhưng khác với Mai Hương mơ mộng ngây thơ, ta lại thích người phải có tâm cơ một chút, sau này mới giúp ta gánh vác được cơ nghiệp này. Nàng quả thực có con mắt tinh tường. Ta đúng là có ý đồ khi quen Mai Hương. Nếu ta lấy nàng ta thì tương lai cuộc sống sẽ giàu sang, công việc làm ăn của ta sẽ được hậu thuẫn. Ta đâu phải kẻ ngốc nghếch, sao mà có thể không nghĩ đến điều đó được. Nhưng người ta thật sự yêu thương là nàng. Chỉ tiếc nàng là chị em kết nghĩa của Mai Hương, nên bấy lâu nay ta đã cố kìm lòng không thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng giờ chúng ta phải làm sao đây? Lỡ như chúng ta bị Mai Hương phát hiện? Chuyện này nàng đừng lo. Vì nàng, ta sẵn sàng bỏ rơi cô ta. Nhưng ta sợ cô ta sẽ làm ầm lên mất khi thấy chúng ta hạnh phúc bên nhau. Cô ta giờ đã là kẻ tàn phế, đâu thể làm gì chúng ta được. Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải khó xử đâu. Nhưng chúng ta làm vậy có quá đáng không? Cô ta vừa bị liệt, giờ lại bị chàng bỏ rơi, bị chị em thân thiết phản bội. Là do nàng lương thiện quá đấy. Ta với cô ta chưa thành thân, ta đâu có trách nhiệm gì với cô ta. Giờ cô ta còn bị liệt nữa, ta đâu thể cả đời bên cạnh một khúc gỗ. Cô ta bất hạnh, chẳng lẽ cũng bắt chúng ta không được hạnh phúc? Mặc kệ cô ta đi. Mai Hương, sao nàng lại ở đây? Chân nàng đã đi lại được rồi sao? Sao ta có thể bình tĩnh khi tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe những lời tàn nhẫn phản bội thốt ra từ miệng anh? Xin lỗi nàng, giờ trong lòng ta chỉ có Hoàng Lan thôi. Chàng... Và ta cũng nói trước, Hoàng Lan chẳng có lỗi gì cả. Nếu nàng dám đụng đến nàng ấy, ta sẽ không để nàng yên đâu. Ta sẽ liều mạng để bảo vệ nàng ấy. Ta không ngờ người mà ta nhất mực yêu thương, người mà ta luôn tin tưởng, lại có một ngày phản bội ta cay đắng đến thế này. Giờ thì em đã sáng mắt ra chưa? Em đã tin những lời chị nói chưa? Anh ta không hề yêu em, anh ta chỉ yêu gia sản nhà em, và sẵn sàng bỏ em không thương tiếc khi em khó khăn hay khi có một mối khác ngon hơn. Hoàng Lan, nàng... Anh khiến Mai Hương ngây thơ và đơn giản u mê anh, tin tưởng anh. Tôi chỉ còn cách dựng nên màn kịch này để cho con bé thấy bộ mặt thật của anh. Chuyện Mai Hương bị liệt, chuyện tôi giúp đỡ anh, có tình ý với anh, đều là giả hết. Anh rất cẩn trọng và khôn ngoan. Nếu tôi không làm như vậy, không bao giờ anh chịu lòi cái đuôi cáo của mình ra. Tôi đã làm gì đắc tội với cô mà cô lại đi phá hỏng chuyện tốt của tôi?
tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Nếu muốn không ai biết thì tốt nhất bản thân mình đừng làm. Anh còn nhớ cái buổi đầu chúng ta gặp nhau ở quán trà không? Hôm đó tôi và Mai Hương về trước, còn anh ở lại vì còn phải gặp bạn làm ăn. Nhưng lúc về, tôi để quên đồ nên đã quay lại quán và nghe được cuộc nói chuyện của anh và bạn anh. Chị Thành, cậu tốt phước thế, được tiểu thư giàu có nhìn trúng, cố mà giữ lấy mồi ngon đấy. Tất nhiên rồi, phải sống chết mà giữ ấy chứ. Nếu không phải cô ta là tiểu thư giàu có, ta đã không mất công tối ngày săn đón, chăm sóc như vậy. Nhưng tiếc quá, nay ta mới có dịp được gặp chị em kết nghĩa của Mai Hương. Sao? Người đâu mà xinh đẹp lại tài giỏi, là người sẽ kế thừa xưởng Mai Hoàng Lan đấy. Gia sản còn lớn gấp nhiều lần. Nếu không phải ta đang dở mối tình này, thì nhất định không để dục mất mối đó. Cậu đúng là đứng núi này trông núi nọ. Thôi, làm mối cho ta với nàng ấy đi, miếng bánh ngon ai cũng có phần chứ. Mai Hương, nàng được tin lời cô ta, tất cả đều là bịa đặt hết. Ta thật sự yêu nàng, ta chỉ nhất thời bị cô ta mê hoặc thôi. Kẻ như anh đâu có thật lòng yêu ai, anh chỉ đang lựa chọn thứ giá trị hơn để nắm bắt lấy thôi. Anh không xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng của Mai Hương. Cô đúng là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh thôi đi, nếu anh thực sự yêu ta thì sẽ chẳng ai có thể xen vào phá hoại được. Anh hãy rời khỏi đây đi, từ nay về sau đừng để ta gặp anh một lần nào nữa. Các cô được lắm. Thôi, em đừng tiếc cái gã phụ tình ấy nữa. Chị Hoàng Lan, chị nói xem, nếu hôm nay chị không bày mưu thử lòng anh ấy thì có khi nào anh ấy sẽ không phản bội em không? Chị nghĩ bản chất anh ta ngay từ đầu đã lọc lừa, lợi dụng em rồi. Anh ta không hề yêu em. Nếu hôm nay không phải chị thì sau này anh ta cũng sẽ vì cô gái khác mà phản bội em thôi. Sớm muộn cũng vậy, thì chi bằng em phát hiện ra bản chất thật của anh ta sớm, sớm giải thoát cho bản thân mình. Em hiểu rồi, cũng may có chị mà em tỉnh ngộ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.